Hello mọi người, hiện giờ mình đang ở thành phố, một cái thành phố Đồng Nai mà cái chỗ này chưa bao giờ mình ghé tới trong thành phố Hồ Chí Minh. Chỗ này chỗ gì biết không? Bố đang đi đâu đó? Hello, chào bố. Chỗ này lạ lắm con. Gia đình bữa nay chở tôi đi ở đây thuộc tỉnh Đồng Nai. Nhưng mà ở đây nó có một cái bến đò. Đây, thấy chưa? Cái sông đó là sông gì bố? Sông Trị An hả? Sông Đồng Nai luôn không? Chắc không biết nữa. Để tôi hỏi người ta đây, Hồng Mỹ Tuấn chở tôi đi đi dục đây, mà ở đây người ta cũng đi du lịch nhiều lắm này. Thấy xe không? Đây là một rồi, cái thấy rồi. Này ở nước nào chứ đâu phải Việt Nam? Việt Nam gì ô tô dữ vậy? Đồ má Việt Nam, nhưng mà ở đây là Việt Nam hả? Quận 2, quận 9 hả? Ở đây đâu vậy? Rồi. Khoan. Quận 9 thì làm sao? Vậy là gần ngay Thủ Đức hả? Này Đồng Nai phải không? Đồng Nai mà chỗ này tên đi anh là cái tên trên. Đồng Nai là Đồng Nai là Long Thành. Đồng Nai là Long Thành. Con sông đó là con sông gì? Con sông gì? Bố hỏi con sông đó sông gì? Con sông này con sông gì? Thì không rành hả? Thôi được rồi, ok. Chủ bè luôn. Cái địa điểm này là điểm gì vậy? Dạ. Khu du lịch Bè Nổi Ngọc Giao. Cái này mới rồi. Mới vậy nó khổ lắm. Tụi này nó chuyên môn nó đi khám phá đây bắt đầu. Cái này mới rồi. Rồi ok. Chuyến Bè Nổi Ngọc Giao. Trời ơi. Thằng Quỷ Tuấn này nó hại mà. Nó đi là nó chở đi. Cái gì? Từ tao rớt hả? Mặc áo phao vô, mặc áo phao vô bố ơi, xin cái áo phao mặc vô nha. Từ từ thấy chưa? Mấy bà này là lên đây là đó. Đây là Tuấn à, thấy chưa? Anh Tuấn đi không đủ em nha. Vậy? Anh Tuấn. Thằng Hậu Nam đó mày đi mà không có đủ đó kìa. Thấy chưa? Đây là một cái khu du lịch. Đây chắc không biết là chắc mới là lâu rồi, tao không biết là để lạ quá. Ở đây lâu. Chắc mới bố ơi. Mới á. Cái này mới à. Đây là sông nước Đồng Nai nè. Đúng rồi. Nói chung mà nắng mà đi mấy cái vùng này thì nó mát. Vô trong đó là nó vô cây cối rồi phải không? Cái này ở nước nào chứ bố nói đâu phải Việt Nam, ở Việt Nam rừng nó phá hết rồi. Mấy bà sọc nó kêu ở Việt Nam rừng phá hết rồi mà. Này ở nước nào? Này ở nước nào á? Lào, Campuchia gì đó. Cái đại thánh mà đang đi lạc vô cái chỗ động gì động bằng tơ phải quá. Chỗ này đẹp quá, ta rồi ngồi ơi chỗ này thấy ngọc giao rồi mọi xe hạ quá trời cho nó luôn. Trời ô tô đậu quá trời mà dân Việt Nam gì kỳ quá ơi, thấy chỗ nào ấy là tràn nhào vô rồi tao ghét rồi. Nhiều giờ người ta bỏ phố lên rừng hết rồi bố ơi, kỳ quá. Đó. Cù lao. Cái cù lao anh Tuấn. Này là giống như đường sát luôn á mày. Cần giờ luôn á, rất cần giờ. Đây là thị xã Phước An của tỉnh Đồng Nai. Hồi nãy đi vô cái đường là đường gì đó, đường Trần Phú á. Trời ơi, thấy hết hồn luôn. Phát triển hết hồn luôn. Nó nuôi hào hả?
này đã rồi bố ha, nhìn đã quá. Đồng Nai là rộng nhất Đông Nam Bộ mà bố. Bình Phước, Đồng Nai. Tiếc quá, hồi nãy đi không đi. Nãy bố gọi trễ quá, nãy gọi con đang ở quận 12. Thì đó, con đang quận 12 sao chạy về kịp. Rừng Sác là khu du lịch là lịch sử, còn đây là khu du lịch sinh thái. Đúng rồi, đúng rồi. Hàng gì ở Sài Gòn giờ đang mát. Bố đi cái Sài Gòn nó mát là mát luôn á. Sài Gòn đang chuẩn bị mưa nữa là trời đã. Ảnh ảnh biết ảnh rành mà. Nó rành. Bố đi xong rồi. Chào thằng này tên gì quên bà, cái thằng Hương Sơn Hà Tĩnh nó tên gì con quên bà hả rồi. Bố đi lát rồi bố gửi định vị cho con nha, mai mốt con đi nha. Làng bè ở Việt Nam giờ người ta sống trên bè không bố ơi, khổ lắm. Đất đai giờ không có, ta làm bè người ta sống. Và những nhà triết gia, những nhà chính thông thái, chánh chánh trị học rồi. À đúng rồi, thân quên chào thân nha. Sorry thân nha, lâu quá không thấy em lên mấy cái diễn đàn ba lắp ba xàm chơi. Đi làm rồi phải không? Xoay mấy ngang đi bố cầm mời lên. Trời ơi. Trời ơi. Bố đi thăm người thân hả? Sao người thân bố đông quá vậy, gia đình đông quá vậy? Tao bị khổ chứ, ra khổ. Đã rồi ta. Đã ra. Khổ quá, bắt tao đi chơi hoài. Thấy chưa? Đây là bộ ở đất liền không có quán. Ở đất liền không có quán nhậu đâu, kéo ra bè người ta nhậu thì trời. Trời ơi, thấy chưa? Coi nè, đó chưa? Khổ, dân Việt Nam khổ. Bố quay vậy mà mấy đứa bệnh bên kia nó nhảy đổng lên bây giờ. Kêu nó xây cái máy ngang á. Đúng rồi, kêu xây máy ngang đi lên đi. Cho tao uống mày coi. Xin lỗi. Bố tưởng con ngồi đây con không nhậu, con đang ngồi nhậu nói chuyện với bố. Rồi thế nào lát hồi cũng có loa kẹo kéo rồi hát hò, nó ở Việt Nam khổ vậy đó. Bố vậy mà ai kia ở bên kia kêu là đi nhậu là bế tắc, ở dân Việt Nam người ta bế tắc mới ra quán nhậu ngồi nhậu. Khổ khổ lắm.
người Việt Nam chỉ đắm chìm trong tủ lượng rồi. Nói thật với mọi người á, ở Việt Nam á, cái phong tục tập quán, cái văn hóa của người Việt Nam là sống tình cảm, thích tụ họp. Nhiều khi chỉ cần ngồi 2-3 người thôi và nói chuyện này nọ này cũng vui rồi, ăn ly chè thôi cũng thấy vui. Chết mẹ, không có đem thuốc theo. Mình chưa ăn mà đòi được đôi thuốc đó lại vô không? Đó. Rồi các bạn thấy không? Ở Việt Nam khổ rồi. Nó biết mà, biết rồi, đây xin giới thiệu thằng em luôn. Đây là Phương, chào Phương nha. Bữa gặp Phương á. Nó biết mà. Đây là những bệnh phụ phu nhân nè đó. Trời ơi. Hậu Nam nè, đang lên lấy với anh nè. Rồi bắt đầu sơm tụ rồi đó. Bắt đầu rồi đó. Nhà này thì mày biết rồi. Trời là mua thứ gì là không được. Để tao coi ở đó bố xem có con cá nào lạ bố kêu ăn thử nó ngon. Ở đó xong đó thì thường có cá gì. Để tao vô bếp mày ơi. Đù. Nhà bè mà có kinh doanh bất động sản luôn kìa trời. Trời. Ghê vậy. Phân lô bán đất xào kìa trời. Con. Có chỗ nào mà coi cá không? Coi cá thì coi răng. Cá đó. Đây đâu cá đẹp này. Đó. Còn cá gì? Đó bắt nước qua đó đó qua cái chậm đó. Rồi. Đó, ăn cá tươi có, ở đây nó có mấy cái bè nuôi cá trong đây nè đó à, đúng rồi đó, cá tươi luôn cá có cái tươi rồi. Cái bè này nuôi nè Phương cái gì vậy Phương cua hả rồi xong rồi trời con trời con ơi con này con gì con ốc cái gì mà nó bự dữ con sò có lưỡi sò giống con nghêu quá hả mà nó bự quá nó có sò hương nữa nè có chân chép nè ốc hương nè đó cua ok rồi thấy ghê chưa thôi tao lên rồi hồi đây hồi tao té xong rồi đu đã tao hồi để ra bà già bà nói con không kỵ thủy đi phải có người giúp đỡ đó làm nhà là đá cua sò ốc hào hiết rồi đầy đủ. Bố coi nó có phân cái lô nào để bữa nào con với bố xuống thương lượng mua lô để mà làm cái nhà bè bố con mình về đó thích tu. Đây trứng cốt đây, cái này là coi như là khai màu á. Bố hỏi nó có phân lô ở trong rừng không bố con mình mua một lô cất cái nhà ở tránh xa trốn trốn hồng trần á. Dạ. Hai cái con miếng đất ngay đất mượn nó quắc ê quắc quắc ra phải không cái món gì đây hả Phước An đây bia chưa chờ chút mời ạ rồi xong đó chào anh Sườn thứ nhất nha chào anh chào Vũ Lâm rồi. Rồi chào mọi người chào rồi chúc bốn con nghe bố rõ không rõ nãy giờ rõ lắm. Tại vì tao đeo cái Bluetooth thì tao không biết là có rõ. Nghe rõ lắm. Bố hỏi người ta có phân lô cái. Sống quá nó chạy ngang thuyền này thì mới cái đàn lại lên rồi xuống. nhà nổi à. Đi đâu?
nói chung là cuộc sống ở Việt Nam khổ lắm mấy kia vậy, ơi. Vậy dạ. Không không nó không không có cần mấy lạnh mấy lít vậy. Cần gió trời. Cái này con biết rồi. Mấy bữa nay ở nhà mở máy lạnh tốn tiền điện quá, chạy ra đây cho đỡ tốn tiền điện nhưng mà tốn tiền bia phải không? Tốn tiền bia. Đi ra đi ra. Rồi tốn sáng luôn. Tao uống bia tốn phục vụ. Tốn được. Dạ. Ở Việt Nam. Đó, đó mẹ không được. Ở Việt Nam thì uống bia đi nhậu thì phải có người phục vụ chứ đâu không giống như đó, mấy ai kia. Bỏ lại luôn. Bạn ai kia là không bò là ngồi nó cột ra luôn, nó cột vô trong đây trong luôn. Thấy các bạn đi thì vui rồi, ruột mắt kia mày. Dạ. Mà nãy kia mày đang ở đâu à? Con bên Thạnh Lộc á, đang coi sửa lại cái nhà ở bên đó. Chút thôi chứ không phải có chuẩn bị. Ừ. Nó hứng rồi đó, xe đi à. Ai biết anh Tuấn hứng giờ nào đâu. Con thì con cũng nghi nghi thế nào bố gọi con rồi. Ừ. Nhưng mà nhiệm vụ vợ giao phải làm thôi. Để chú Vương rồi đá sao? Đang sửa nhà bán. À. Dạ, bên Thành Lộc. Mai mốt mình ra gặp nhau đừng có nhà cửa anh nó nói mình giàu mà không mệt. Đâu con bán trả nợ đó bố giàu gì? Ừ. Bán trả nợ. Con chuẩn bị đó con nói bố coi ở đó có cái lô đất nào con với bố làm lô rồi về đó kết cái chòi ở để tránh xa trốn hồng trần. Ở đây nói chung là chỉ cần cái chỗ ngủ thôi. Dạ. Hay cho mày coi nè. Đó. Mấy nữ tướng nhà ta nè, vô kìa. Dạ. Bình đẳng không? Đó, Việt Nam ta bình đẳng, nam nữ bình đẳng không? Uống bia thoải mái, cái gì đâu. Vui quá. Đứng quá. Rồi, thôi ok. Quen đằng thôi. Người cha con ông nhậu cho nhiều vào trời cũng như tấp nữa. Con chào bố Peter nha, bố chưa ngủ hả? À, bố cầm không biết bơi bố Peter ơi, bố cầm không biết bơi. Chắc biết bơi nãy giờ cũng nhảy rồi. Đang nóng luôn. Nóng mà không, mà bên này cũng đứng gió, bên này ngoài này cũng đứng gió, không có gió. Hả? Dạ. Mấy cái đập của ông bạn em á, nó mới cặp đôi này. Ừ. 60 hecta. Ghê gì đâu. Này dữ lắm, đi vòng vòng đây dữ lắm, 20 hecta dữ. Dạ. Dạ dạ dạ. Đâu thì tụi em mà nhậu á ra 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 nói chuyện tung lớp ngay ra ra nói vậy với anh vui vẻ, anh em vui vẻ nha. Dạ ok ok, tưởng gì anh em ra ra không có gì đâu, nói đâu vui mà có gì đâu mà. Dạ cảm ơn ngay không cái gì không có số rồi anh ở nước ngoài về anh biết rồi mình anh em mình. Dạ dạ dạ. Okay. Rồi ok. Bên cái bên. Dạ. Bên nào mà lỡ. Không có gì hết, tạm anh vui vẻ. Dạ dạ. Ok. Ông mấy chục năm rồi ông cứ lấy cành đây. Dạ. Rồi, vui quá. Rồi vô nè. Không tắm. Thì bố. Đi ra phở. Gì? Mặc đâu? Mặc đâu? Năm đánh năm. Trời ơi. Ở đây đang hưởng thụ sông nước sông tắm đi tắm không
tắm đâu không biết, có biết lỗi đâu, tắm cha suối già nhảy xuống rượu là tiêu quá. Có hồ lớn không? Bự. Ờ, lo cái này là cái sông hả? Sông hả? Ừ, cái sông này là cái sông gì ta? Không có sông, không có sông, nó là giống như dòng nước lở, nước lở. Giống kiểu như là rừng, rừng tràm mà rừng rừng ngập mặn á. Ồ, đã không? Thấy chưa? Wow. Ừ. Tắm đã không? Ông nhảy tắm cái chơi cho nó mát không? Cái vùng này là cái vùng nước lở. Không biết bơi bố Phượng ơi. Gì? Không biết bơi, bố bố cầm không biết bơi. Vậy á. Mình có phao không? Nhảy. Ở thành phố con nhảy à. Bữa nay thành phố nóng quá. I know. Thầy chú Tuấn ơi, chú nó thâu xách xe đi chơi, đi ra ngoài chỗ nào mà hóng gió được thì ra ngoài này, cái điểm này. Cái này nó ăn thông biển Cần Giờ luôn á. Quy. Ừ. Qua chỗ đường sát luôn. Ghi. Đã. Ừ. Chạy như cái này nó thuộc, cái này thực nó thuộc trực thuộc tỉnh Đồng Nai. Đồng Nai rồi á. Đã rồi. Bây giờ mới biết. Em chào anh Long Thủy nha. Bố Phượng chưa ngủ hả? Ngủ nghe gì, cầm dầu đá quá, ngủ nghe gì. Bác Phượng thấy tôi live stream đã quá, ông ngủ không được luôn. Ngủ nghe gì? Đá nhậu xuống đây luôn, tôi nằm đi luôn, ra tôi ngủ rồi. Về đi. Về đi, phải tất nhiên phải về rồi. Hai bố Phượng ha. Thôi sẵn dịp đây là mình mừng cái ngày chiến thắng Điện Biên Phủ đi. Ok, chị đó. Đó thấy không? Độ mát thì nó độ mát cái này. Có đợi được không? Độ lớn á. Độ quá bự đi. Độ quá bự. Hôm nay là ngày chiến thắng Điện Biên Phủ ạ. 7 tháng 5 á. Đúng rồi bố. Đúng rồi. 7 tháng 5. Men. 30 tháng 4. Tới 7 tháng 5 cách nhau có 1 tuần nữa ha. Dạ. Tuần 30 tháng 4, 7 tháng 5. Tuần. Ghê thiệt ạ. Cái tháng đó, cái khoảng thời gian nó có bộ đi thiêng liêng á. Ừ. Phải không? Đúng rồi. Khoảng đó là tháng 4. Từ 30 tháng 4 đến 7 tháng 5 nó có đúng một tuần lễ. Tuần lễ. Đúng tuần. Tuần lễ nhưng mà phải 21 năm mới hoàn thành được bố ơi. Mình nói là cái tuần đó nó có vẻ nó thiêng, rất là thiêng. Dạ. Cái tuần đó nó tốt. Bởi vậy anh Phượng, anh đã nói câu rất là hay là cái chỗ là cái những ngày lễ mà nó liên tiếp nó tới á. Đây là gọi là những gì? Cái phúc. Những ngày lễ, những ngày lễ thiêng liêng của đất nước á. Đó. Rồi liên tiếp tới, nó có một cái giai đoạn mà rất là ngắn, từ 30 đến 7, rồi biết bao nhiêu cái lễ. 30 tháng 4 rồi, 1 tháng 5 nè. Rồi biết hôm trước là cái dỗ, mà... Dỗ tổ Hùng Dương. Đúng rồi đó, quá à, trời. Quá trời luôn, 4 năm cái lễ, bây giờ lại chưa đầy 2 tuần. Yeah. Tuần lễ. Quá trời. Quá trời luôn. Quá bự. Năm nay tôi ăn một cái lễ bự á, quá bự á, rất là đúng ý nghĩa, đúng rồi. Được hưởng trọn vẹn, được hưởng trọn đúng vẹn rồi. À, mỗi năm đâu có được đâu. Đúng rồi, mình thấy anh cái này á, ngon á. Còn mùng 2 tháng 9 nữa thôi, còn mùng 2 tháng 9. Mùng 2 tháng 9 hả? Anh ké hả? Được, cốc này là cầm, được anh ké không? Anh ké. Không biết đâu, mình nó ăn ké mà không biết mình kia nó nghe nó hiểu không? Hiểu chứ, con hiểu mà. Ủa, ké là không có làm gì hết mà ké vô á. Đúng rồi. Đúng rồi. Sáng tôi nói cái lời của mà tí đó, tao ăn gì tao ăn ké. Từ cái ngày mà chiến thắng Điện Biên Phủ tới bây giờ tao ăn ké không à. Rồi. Vậy là chưa ăn ké xài là có bộ lâu ha. Chưa ăn ké xài nhưng mà là quá lâu rồi đó. Hồi đó tới giờ là mấy chục năm rồi đó. Chắc xài hoài.
bảy mươi mấy năm. Đúng rồi, chắc là như vậy là cái căn nhà này còn xài rất là lâu á, tới bây giờ vẫn có xài là. Mà không ăn cái dai giống bố cầm đúng không? Chứ giống như An Nhiên nói, mình cũng là người con của dân tộc Việt Nam mà bố. Chỉ có xa con ruột nữa. Dạ, xa quê hơn chút thôi. À, không không phải con trẻ vui rồi. Đúng rồi, con ruột đàng hoàng nó đi dẫn. Má Nguyễn là biết là nghe, nó Nguyễn là biết là biết. Khúc khúc ruột ngàn dặm á chứ giỡn sao? Cái cộng đồng mà người Việt ở nước Mỹ á, mà mấy người Mỹ nó biết luôn, nó thấy cái họ tao là nó biết là Việt Nam rồi. Yeah. Đúng rồi. Tại vì Việt Nam mà chỉ là chủ yếu là họ Nguyễn với họ Trần là nhiều. Dạ. Đông không Trần? Chỗ nào đông không? Dạ đông anh. Ồn ào. Ồn ào nãy giờ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bạn đông nè. Mà nhiều bè chứ đâu phải có mỗi bè bố đâu. Thấy con thấy quay là mấy mười mấy cái bè bên kia đó kìa, tùm lum tà la. Bè nào cũng có khách, bè nào cũng khách. Nhưng mà khổ nghĩ đây chẳng ai biết chỗ này đâu. Đúng rồi, con nhìn cái con nhìn thấy cái đường đi vô là thấy đất đỏ không. Mà sao anh biết vậy bố, hỏi anh sao biết à? Chắc chở bồ vô vậy, chắc chở bồ vô đi rồi. Nào nam nó mày chở bồ vô đây anh chạy. Hai con. Ok. Về ok, dạ bố nhậu đi. Dạ. Bố anh cho đi, bố anh cho. Dạ. Dạ, chào. Con chúc bố Phượng ngủ ngon nha. Anh Phượng ngủ ngon. Ok. Dạ.